Minh Khôi xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả của hai kênh Truyện Ma Tắt Đèn và Tiểu Thuyết Lam Phương. Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một câu chuyện ma kinh dị của tác giả Tuấn Phụ, mang tựa đề là Cây Gạo Có Ma. Nhân đây thì Khôi xin gửi đến quý vị khán thính giả một tin vui. Anh Phương của chúng ta đã dần dần lấy lại được sức khỏe và sẽ lên sóng phục vụ bà con rồi đó. Ngay trước khi lên sóng bộ truyện mới, anh Lam Phương có tổ chức một buổi live stream giao lưu, tương tác và tâm sự về hậu kỳ cùng với người diễn đọc, để cho bà con khán giả từng ủng hộ, yêu mến Lam Phương cũng như là ekip hai kênh do Lam Phương diễn đọc ngày càng gần gũi và xích lại gần nhau hơn. Từ đó chúng ta có thể thông cảm và hiểu được sự thống khổ dằn vặt của người diễn đọc. Vào lúc 21 giờ thứ bảy tuần này, tức là ngày 1 tháng 7. Cái này thì Khôi mời quý bà con, cho nên bà con khỏi cần mua vé. Rất mong quý vị thính giả sẽ yêu mến hai kênh Truyện Ma Tắt Đèn và Tiểu Thuyết Lam Phương thật nhiều nữa nhé. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ buổi live stream vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 7. Hôm đó, Lam Phương sẽ không đọc truyện mà sẽ dành toàn bộ thời gian để tiếp chuyện quý vị thính giả. Mong quý vị hãy cùng tham gia và ủng hộ buổi live stream thật vui vẻ và hào hứng nhé. Và Khôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Mợ nhỏ nhà hai phó. Tác giả Du Phong Vân. Tập 6. Sáng ngày hôm sau, đích thân lão Ngô tới bệnh viện đón Lý Lan Trúc trở về. Vì sức khỏe của Lan Trúc còn yếu, nên lão Ngô sắp xếp bác sĩ và y tá theo suốt ở bên cạnh, tránh để xảy ra chuyện gì đó sơ suất ảnh hưởng đến mẹ con của Lan Trúc. Lý Lan Trúc cũng rất cẩn thận, tay lúc nào cũng đặt trước bụng, giống hệt như thủ sẵn tư thế bảo vệ cho con 24/24. Mà Đình Đình khi nhìn thấy Lan Trúc căng thẳng như vậy, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy phức tạp, một nửa là thương xót, một nửa là thấy bất an. Ai cũng biết là Lan Trúc không có được bình thường. Cô ấy đã không có bình thường mà còn biết bảo vệ cốt nhục của mình đến như vậy. Xem ra chuyện này không có hề đơn giản như những gì cô đã nghĩ rồi. Khiếu Trạch ngồi bên cạnh Đình Đình, anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự lo lắng của cô. Đêm hôm qua khó khăn lắm anh mới dỗ cho cô ngủ được. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu thì cô đã tỉnh. Tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng bất an. Anh biết là cô luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn. Nhưng cô càng như vậy thì anh càng cảm thấy lo lắng cho cô. Đứa bé trong bụng của Lý Lan Trúc thật ra không có một chút nào quan trọng đối với anh. Là con của cô ta và người đàn ông khác, lý nào lại bắt anh phải bảo vệ? Chỉ là Đình Đình không muốn nhìn thấy đứa bé chịu thiệt thòi, bắt buộc anh phải bảo toàn cho sự an nguy của mẹ con Lý Lan Trúc. Anh sinh ra là một người của hào môn, từ nhỏ đã được rèn giũa trong cái thế giới gọi là lạnh lùng và tàn nhẫn. Trừ những người thật sự quan trọng với anh, thì những người khác có hay không có cũng không quan trọng. Mà Lý Lan Trúc cũng là như vậy, cô ta cũng là người được sinh ra trong hào môn. Anh giúp cô ta một lần, cho cô ta những đặc quyền mà có ước cô ta cũng không có chắc có thể dám ước. Đối với cô, anh đã tử tế đối đãi, vậy nên anh vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Lý Lan Trúc gây ảnh hưởng đến Đình Đình. Đình Đình là cô gái anh dốc lòng bảo vệ, anh không muốn nhìn thấy cô chịu thiệt thòi, dù là một chút anh cũng không có chấp nhận được. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của Đình Đình, anh kề khẽ vào tai cô, dịu giọng trấn an. Đừng có lo, mọi chuyện đã có anh rồi. Đình Đình mím chặt môi,
Cô khẽ gật đầu đáp lại lời của Khiếu Trạch. Cô cũng không hẳn là đang lo lắng cho mình. Cô đây là đang lo cho đứa bé trong bụng của Lan Trúc. Cô biết rõ là cô không có hại mẹ con Lan Trúc. Lần này Lan Trúc có thể tai qua nạn khỏi, nhưng còn những lần sau, cô thật sự không dám nói trước. Đây là phát súng mở màn, chỉ sợ là một mình Lan Trúc sẽ không thể bảo vệ được chu toàn cho con của cô ấy mà thôi. Phúc Sinh ngồi ở phía sau Đình Đình và Khiếu Trạch. Tầm mắt anh luôn dõi về phía Đình Đình. Ánh mắt không giấu nổi được sự lo lắng. Nếu so với Khiếu Trạch, thì anh cũng không có kém gì tâm ý muốn bảo vệ Đình Đình. Chỉ là ở bên cạnh Đình Đình lúc này đã có Khiếu Trạch. Anh có muốn đứng ra bảo vệ cho cổ thì cũng không có đến lượt anh đâu. Quế Hoa biết rất rõ tâm tư của Phúc Sinh đặt ở đâu. Chỉ là cô cũng không có tư cách bắt anh ấy buông bỏ. Vậy nên lúc này chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh trấn an tinh thần của người cô yêu. Anh đừng có lo, anh nhỏ sao không có để cho Đình Đình với Triệu Hàm Quan đâu. Phúc Sinh mím môi, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Hy vọng là cậu ấy làm được. Quế Hoa cười gượng. Cô cũng lo cho Đình Đình, nhưng sâu thẳm ở trong chính bản thân cô lại đang lo lắng cho trái tim mình nhất. Những vị ngồi ở đây lúc này, mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau, không ai thể hiện ý tứ của mình rõ ràng ra mặt. Hết thảy đều đang đợi sự quyết định của ông nội phó. Sự việc lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một bên là cháu nối dõi của phó gia, một bên là cháu dâu vàng của ông nội phó. Ngoài cái đám người có Khiếu Trạch ra, thì các vị đang ngồi ở đây cũng rất muốn biết ý tứ của ông nội phó là như thế nào. Phó gia từ trước đến bây giờ luôn là sóng yên biển lặng, nhưng sự thật có phải là như vậy hay không? Chuyện này chắc có trời mới biết. Mà ông nội phó này cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Cả đêm hôm qua, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Ông cũng cảm thấy bản thân mình đã quá nóng vội và sơ suất. Giữa Đình Đình và mẹ con có Lý Lan Trúc, bên nào nặng, bên nào nhẹ, không cần ai nói, ông cũng biết mình nên chọn đứng về phía ai. Còn về phần của đứa bé của Lý Lan Trúc, vậy thì phải xem coi vận mệnh của nó là như thế nào. Vũ Lê và y tá dìu Lý Lan Trúc ngồi xuống ghế, cũng giống hệt như từ trước tới bây giờ. Lý Lan Trúc vẫn rất sợ khi phải tiếp xúc với quá nhiều người. Một tay cô che bụng, tay còn lại co chặt vào nhau, đầu khẽ cúi, hoàn toàn không có dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Lý Lan Trúc từ trước tới bây giờ luôn là bộ dạng rụt rè như vậy. Cũng bởi vì cô ấy như vậy cho nên mới khiến cho người khác cảm thấy mũi lòng thương hại. Ông nội phó nhìn về phía Lan Trúc. Ông gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu chậm rãi và nghiêm nghị. Lan Trúc, con đã khỏe hơn chưa? Có biết hôm nay mọi người chờ con ở đây là vì lý do gì hay không? Lý Lan Trúc lo sợ ngẩng đầu lên nhìn. Do dự mấy giây, cô mới dám gật đầu. Ông nội phó lại nói tiếp. Nếu con đã biết, thì ta cũng không có cần nói nhiều lời. Ngày hôm qua con gặp phải cái chuyện gì, con cứ thẳng thắn mà nói, hiểu chưa? Lý Lan Trúc nghe những lời này của ông nội phó, cô đã sợ, lại càng thêm sợ, trong mắt run rẩy long lanh như ngấn nước, tựa như chỉ cần thêm một câu nói là cô có thể rơi nước mắt được ngay. Lão Ngô bước đến trước mặt Lan Trúc, ông đưa cho cô một quyển sổ và một cây bút, ý tứ là muốn cô viết ra mọi chuyện. Chẳng qua là khi cầm quyển sổ trên tay, Lý Lan Trúc lại đột nhiên ngồi yên bất động, hoàn toàn không giống như có ý định sẽ viết ra cái gì. Trong lúc mọi người đang sốt ruột chờ đợi kết quả, thì lại thấy Lý Lan Trúc hướng mắt nhìn về phía Khiếu Trạch và Đình Đình. Không biết rõ là cô đang nhìn ai, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập ngấn lệ. Biểu cảm này đủ khiến cho cả Khiếu Trạch và Đình Đình đều cảm thấy hoang mang không rõ chuyện gì. Ông phó qua nhìn không được, ông nhíu mày, cất giọng hỏi Lý Lan Trúc. Lan Trúc, con có chuyện gì thì cứ nói ra để mọi người còn biết và giúp đỡ. Con im lặng như vậy không có phải là giải quyết được cái chuyện gì đâu. Bà hai lớn cũng lên tiếng phụ họa theo.
Bác hai con nói đúng. Có chuyện gì thì con cứ nói ra. Chúng ta đều là người nhà họ Phó, đều là người một nhà. Có mâu thuẫn gì thì cùng nhau giải quyết. Nếu con oan uất, mọi người chắc chắn sẽ giúp đỡ cho con. Bà Phó nhỏ liếc mắt nhìn về phía chị dâu lớn, rõ ràng lời nói của bà hai lớn là có ẩn ý, vậy mà còn nói ra như cái kiểu yêu thương Lý Lan Trúc lắm. Bà hai lớn chỉ sợ cái chuyện này chưa đủ loạn để làm hài lòng bà ta. Dễ dàng gì mà bà ta lại tốt được như những gì mà bà ấy vừa mới nói. Lại nói đến cái việc trước kia Đình Đình không có gả được cho con trai bà. Mối thù này chắc bà sẽ không quên đâu. Đình Đình không có nôn nóng. Cô chỉ cảm thấy Lý Lan Trúc có chút gì đó khác lạ. Mà cụ thể là lạ như thế nào thì cô không có nói rõ được. Thái độ này của Lan Trúc thật khác với lời nhắn nhủ khẩn cầu ngày hôm qua. Khác quá luôn. Mà đúng như những gì mà Đình Đình vừa nghĩ, Lý Lan Trúc im lặng một hồi rất lâu, cuối cùng mới cầm bút viết lại mọi chuyện. Con không biết chuyện gì xảy ra. Có người cố ý hại con. Lúc con phát hiện ra mình đang ở trong nhà kho thì đã bị cho uống thuốc đó. Con rất sợ, rất lo lắng. Con có nghe bọn họ nhắc đến tên của chị Đình, vì vậy con nghĩ là chị Đình hại con. Lão Ngô đọc đến đây thì dừng lại, dừng khoảng vài giây như chờ đợi lệnh của ông nội phó. Nhìn thấy ông nội phó gật đầu cho phép, lão Ngô mới bắt đầu báo cáo những gì mà ông đã điều tra ra được. Thưa mọi người, tối hôm qua, lão gia đích thân gọi cho cô Lan Trúc. Cô Lan Trúc cũng đã âm thầm kể lại mọi chuyện cho lão gia biết từ trước. Có được lời khai của cô Lan Trúc, lão gia liền ra lệnh cho tôi đi điều tra thật hư sự việc. Đúng thật là tối ngày hôm qua, có người làm đã nhìn thấy cô Lan Trúc đi từ phía vườn cây lớn đi ra khuôn viên, và tôi cũng đã cho người đi đến nhà kho kiểm tra tình hình. Nhưng sự thật là không tìm thấy được dấu vết của việc bắt giữ người, cũng như không tìm thấy được bất cứ vật chứng nào liên quan đến sự việc của cô Lan Trúc. Camera an ninh cũng không có ghi được hình ảnh bất thường nào, cũng không có dấu hiệu bị xóa hay là cắt ghép. Xét theo thực tế, cô Lan Trúc đúng là bị ép uống thuốc kích sinh. Còn về chủ mưu hãm hại cổ có phải là mợ nhỏ hay không, tôi không tìm thấy bằng chứng chỉ tội mợ nhỏ. Mọi người nghe hết những lời mà lão Ngô vừa mới trình bày. Ý tứ của lão Ngô như thế nào, chỉ cần nghe qua một lần là có thể hiểu rõ được. Câu kết luận cuối cùng, tôi không tìm thấy bằng chứng chỉ tội mợ nhỏ. Đó là kết luận cuối cùng về việc điều tra của lão Ngô. Ông ta đã xác định rất rõ ràng là Đình Đình không có tội. Mà kết luận này của lão Ngô có đánh chết thì bọn họ cũng không tin là ông nội phó không có ngầm đứng đằng sau chỉ đạo. Sự việc còn mơ hồ không có rõ ràng như vậy mà lão Ngô lại có thể sơ sài kết luận. Ý tứ của ông nội phó là gì, người ngốc cũng có thể hiểu được. Mà ông nội phó lúc này lại đang nhấm trà ở trong tách, giống như là đang nghe chuyện của người khác vậy, hoàn toàn để lão Ngô thay ông làm chủ mọi chuyện. Nhìn thấy thái độ của ông nội phó thì lời bất bình trong miệng cũng không có dám tuôn ra vì sợ làm phật ý ông. Xem ra, ông nội phó thiên vị cho Đình Đình nhiều hơn những gì mà mọi người tưởng tượng. Đến cả cháu đích tôn tương lai còn không so được bằng Đình Đình. Đình Đình tất nhiên là nhận ra được sự thiên vị và bảo vệ của ông nội dành cho cô. Mặc dù có rất nhiều khúc mắc ở trong chuyện này, nhưng cô cũng không có ngốc đến tự chui đầu vào đường khó đâu. Lão Ngô đã nói là không tìm được bằng chứng chỉ tội cô. Vậy thì rõ ràng là cô không có tội, mà mọi người có tin hay không là tùy ở mọi người. Sự việc ném đá giấu tay như thế này, dù cho Lý Lan Trúc có nói là vô tội, thì chưa chắc mọi người đã tin là cô trong sạch. Thay vì thanh minh cho cả thế giới biết mình là vô tội, vậy chi bằng cứ nhận lấy kết quả là mình trong sạch trước, sự việc từ từ tìm hiểu sau. Thấy mọi người im lặng, Khiếu Trạch lúc này mới lên tiếng. Sự việc lần này không có chỉ liên quan đến thanh danh của Đình Đình và sự an toàn của Lan Trúc, mà còn liên quan đến nội bộ của Phó gia đang có người âm thầm tác quái.
con chắc chắn sẽ không có bỏ qua cái chuyện lần này. Con sẽ điều tra đến cùng, đem cái kẻ độc ác âm ngoan đứng đằng sau cái chuyện ra trước ánh sáng, bắt hắn phải xin lỗi Đình Đình. Đình Đình không có tội. Cậu lớn lên ở Phó Gia, tính cách của cậu như thế nào thì mọi người không phải không biết. Con cũng rất mong là mọi người âm thầm đả kích Đình Đình. Đứa bé trong bụng Lan Trúc cũng là con của con. Quan tâm cả hai, bảo vệ cả hai là trách nhiệm và nghĩa vụ của con. Không có việc ở bên thương bên ghét. Con mong mọi người hiểu rõ, tránh làm tổn thương cả hai. Khiếu Trạch vừa mới dứt lời, ông nội phó cũng nghiêm nghị cất giọng, ý tứ bảo vệ Đình Đình thấy rõ. Để tránh cho kẻ xấu có cơ hội một lần nữa, kể từ nay về sau, việc sinh hoạt thường ngày của Lan Trúc sẽ do Du Lê quản lý. Ta là trưởng bối, sẽ không có để cho hậu bối phải chịu thiệt thòi, lại càng không để cho con cháu phải chịu hàm oan. Các con cũng thấy rõ đó, đây là sự việc ném đá dấu tay, chắc ta không cần phân giải ra, thì các con cũng hiểu ném đá dấu tay là như thế nào, đúng không? Nội bộ Phó Gia có tặc, ta muốn các con về chấn chỉnh và thanh lọc lại người dưới, tránh để đến một ngày nào đó, các con cũng sẽ giống như Đình Đình ngày hôm nay. Ông nội phó vừa dứt lời, mấy vị ngồi đây lại bắt đầu nôn nóng kèm theo một chút hoang mang. Ai cũng lo lắng là mình sẽ giống như Đình Đình, bị người ta vu oan. Phải nói là ông nội phó cao tay, chuyển trọng tâm vấn đề quá thâm thúy, không để cho ai có cơ hội bắt bẻ Đình Đình, lại còn khiến mọi người cùng đồng cảm với nỗi oan của cô, quả là gừng càng già càng cay. Đình Đình phải nói là bái phục trước sự lèo lái của ông nội phó. Mà hồi nãy Khiếu Trạch có dặn dò cô là đừng có nói gì, mọi chuyện cứ để cho anh giải quyết. Hồi nãy cô không có nghĩ gì nhiều, bây giờ nghĩ lại, xem ra là Khiếu Trạch đã biết trước mọi chuyện từ trước rồi thì phải. Quyết định của ông nội phó vô cùng quả quyết. Lão Ngô và Khiếu Trạch cũng đã nói là đang điều tra, vậy nên các vị nhà phó qua muốn xen vào cũng không có dễ dàng gì. Chưa nói đây là chuyện riêng của nhà ông phó nhỏ. Trên có ông nội phó vẫn còn sống, dưới là bà phó nhỏ vẫn còn rất khỏe mạnh. Chuyện riêng nhà người ta, bọn họ cũng không có tư cách gì xen vô. Lại nói, trong cái chuyện lần này, rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích, vừa hãm hại đứa bé của Lan Trúc, lại vừa hủy hoại thanh danh của Đình Đình. Nếu phía nhà ông phó qua lắm lời, có khi ông nội phó lại cho rằng tặc nhân là người của ông phó qua nữa, thì lại càng rắc rối. Rõ ràng là chuyện không có liên quan đến mình. Tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, giữ thân trong sạch. Người của nhà họ Phó đều là người được rèn giũa từ bé. Đối với bọn họ, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đoán được ý tứ của đối phương. Vậy nên, trong sự việc lần này của Lan Trúc, ông nội Phó đã quyết định như vậy. Họ dù phục hay là không phục thì đều nhất nhất nghe theo. Không phải việc gì cũng nhất định phải rõ ràng minh bạch. Hào môn không phải là hữu danh vô thực. Có khi càng rõ ràng thì càng nhiều người chết. Ông nội phó sắp xếp người bên cạnh Lý Lan Trúc là muốn bảo vệ cho an toàn của mẹ con cổ. Lý Lan Trúc cầu còn không được, mà phía Khiếu Trạch thì càng ủng hộ hết mình. Có được sự bảo vệ của ông nội phó, chỉ cần Lý Lan Trúc ngoan ngoãn nghe theo thì chắc chắn mẹ con cổ sẽ bình an đến khi đứa bé được sinh ra đời. Đây là điều chắc chắn. Tại phòng của ông nội phó, sau khi nghe lão Ngô báo cáo sự thật về kết quả điều tra được, Đình Đình lúc này mới cảm thấy giật mình. Cô vừa hoang mang mà cũng vừa cảm thấy bản thân mình quá sức may mắn. May cho cô là ông nội phó tin tưởng, nếu không, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có rửa sạch được hàm oan. Nhìn thấy Đình Đình hoang mang đến ngẩn người, Khiếu Trạch liền nắm lấy tay cô, anh nhẹ giọng trấn an. Không có sao rồi, mọi chuyện đã được giải quyết. Em đừng có lo, anh và ông nội sẽ không có để cho em chịu oan ức đâu. Đình Đình cảm kích thật lòng, cô hướng mắt nhìn về phía ông nội phó, cảm xúc hoàn toàn đều là chân thật. Con cảm ơn ông đã tin con, nếu nội không có giúp con giải quyết chuyện này, chắc bây giờ con đã không có yên ổn mà ngồi được ở đây. Ông nội,
Ông thật lòng tin là con không có hãm hại mẹ con Lan Trúc phải không ông? Ông nội như cảm thấy chính bản thân của mình cũng có lỗi. Ông im lặng vài giây, lúc này mới trả lời câu hỏi của Đình Đình. Con cũng giống như cái đám khiêu trạch, là ông nhìn con lớn lên, tính nết của con có độc hay không, ông là người hiểu rất rõ. Ông tin tưởng con, cũng là tin tưởng bản thân mình không có nhìn sai người. Chỉ cần con không có làm gì xấu, ông chắc chắn sẽ bảo vệ con tới cùng. Đình Đình gật đầu, cảm xúc của cô đang dâng trào, trong lòng ngoài cảm kích thì cũng là cảm động. Rõ ràng là kẻ âm độc nào đó đã cố tình để lại bằng chứng chứng minh cô là kẻ chủ mưu hãm hại Lý Lan Trúc. Nếu không nhờ ông nội phó dẹp dọn sạch sẽ, thì bây giờ có lẽ cô đã tiêu đời rồi. Lão Ngô điều tra được trong nhà kho ở vườn cây có dấu vết của việc bắt giữ người, mà ông ấy còn tìm được cái bông tai của Đình Đình làm rơi. Chỉ với nhiều đó dấu vết cũng đủ chứng minh Đình Đình là kẻ chủ mưu trong việc hãm hại Lý Lan Trúc. Rõ ràng đây là kế một mũi tên bắn hai đích, chỉ là không biết mục đích thực sự của kẻ kia là muốn nhắm vào cô hay là nhắm vào đứa bé trong bụng của Lan Trúc. Khiếu Trạch cũng giống như Đình Đình, anh mơ hồ hỏi lão Ngô. Chú Ngô, Lý Lan Trúc khai là không biết ai đã đưa cô ta đến phòng kho. Lão Ngô gật đầu. Cô Trúc nói là cổ không có biết. Lúc cổ tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng kho, xung quanh tối om, bị bịt mắt, cũng bị ép uống thuốc gì đó. Chỉ là đám người đó ép cô uống thuốc xong thì kéo nhau gấp gáp bỏ đi, còn cố tình nhắc đến tên của mợ nhỏ với cổ. Theo tôi đoán, đám người đó là cố ý muốn nhắc đến mợ nhỏ trước mặt cô Trúc. Bọn họ muốn vu oan cho mợ nhỏ. Còn sự thật trong lời khai của cô Trúc là bao nhiêu phần trăm thì tôi cũng không có xác định rõ được. Đình Đình nhíu mày, cô suy nghĩ kỹ càng trước sau, lúc này mới lên tiếng nói ra suy luận của mình. Theo con thì con nghĩ là Lan Trúc nói thật, bởi vì ánh mắt của cổ rất chân thật, không có chút nào giả dối. Cũng giống như chú Ngô đã phân tích, kẻ kia là muốn hãm hại con và Lan Trúc, chỉ là con thật sự nghĩ không có ra là kẻ đó đã làm cách nào để qua mặt được mọi người, đến cả camera cũng không có ghi được hình. Quả thật là quá thông minh, quá cao tay luôn. Danh tính của kẻ kia là điều mà ai cũng tò mò muốn biết. Để qua mặt được tất cả người của phó gia, kể cả ông nội phó cũng không có đoán ra được. Xem ra kẻ đó không phải là người tầm thường. Nhưng có một chi tiết mà chỉ có Khiếu Trạch mới có để ý đến. Đó là kẻ chủ mưu không ép Lý Lan Trúc uống hết cái chai thuốc kích sinh, mà hắn ta chỉ ép cô uống 1/3 của cái chai thôi. Xem ra kẻ ăn ốc bắt Khiếu Trạch đổ vỏ là kẻ đứng đằng sau cái vụ việc của Lý Lan Trúc này, hoàn toàn là một người. Sự việc của Lý Lan Trúc cứ vậy chìm xuống. Ông nội phó đích thân cảnh cáo một nhà trên dưới phó gia, người trên không dám bàn luận, kẻ dưới lại không có quyền bàn tán sau lưng chuyện của chủ. Còn về những cái tin đồn sau bữa tiệc sinh nhật của ông phó qua, người nhà họ phó nhất nhất không có lên tiếng phản bác. Vậy nên, tin đồn ồn ào được vài ngày cũng dần chìm xuống. Nhà họ phó cứ dăm ba bữa lại truyền ra vài cái tin đồn, mà chuyện của Lý Lan Trúc đêm đó cũng không phải là chuyện gì lớn. Nghe qua cho vui, chứ không có đủ sức làm dậy sóng thông tin nóng của thành phố. Còn về phần của Lan Trúc thì đã có Vú Lê quản lý. Vú Lê từng là vú nuôi của hầu hết các vị thiếu gia nhà họ phó. Kinh nghiệm dày dặn đầy người. Vú Lê vốn đã nghỉ hưu, nhưng hôm trước được nhận lời mời của ông nội phó, bà mới quay trở lại phó gia để giúp đỡ cho mẹ con Lan Trúc. Vú Lê cam đoan chỉ cần Lý Lan Trúc nghe theo lời của bà sẽ đảm bảo đứa bé trong bụng của Lý Lan được bình an mà sinh ra đời. Sắp xếp của ông nội phó là hoàn toàn hợp lý, không một ai dám lên tiếng phản bác lại một câu gì. Chẳng qua là sau sự việc lần này, các vị nhà họ phó lại chắc chắn thêm về địa vị của Đình Đình trong lòng của ông nội phó. Cứ nhìn thử vào cái sự việc của Lý Lan Trúc là có thể biết,
Kể cả là cháu nối dõi tương lai của Phó gia thì cũng chưa chắc đã quan trọng bằng cháu dâu nuôi từ nhỏ. Nói thế nào đây ta? Nội bộ Phó gia kể từ nay về sau chắc chắn sẽ dậy sóng. Đình Đình xin nghỉ phép năm ở đài truyền hình. Cô vừa nhận một vai lồng tiếng cho nữ phản diện. Vì là lần đầu tiên thử sức cho cái loại vai này nên cô vô cùng tâm huyết. Mà diễn viên đóng phim này lại là thần tượng của cô. Quy mô của phim lại lớn nên cô muốn có thêm thời gian đầu tư cho vai lồng tiếng của mình. Phúc Sinh và Quế Hoa thời gian này không có lịch quay, vì vậy ba người lại có thời gian tụ tập như thời còn niên thiếu. Chỉ có Khiếu Trạch là không có thời gian. Anh ngày nào cũng phải đến công ty, công việc lại bận rộn, có hôm còn đến tối muộn mới về đến nhà. Sáng nào ba người Phúc Sinh, Quế Hoa và Đình Đình cũng hẹn nhau uống trà sáng ở trong vườn. Vì còn ba ngày nữa là thu thử cho phim mới nên Đình Đình rất tích cực tập thoại. Phúc Sinh và Quế Hoa là diễn viên, họ có nhiều kinh nghiệm thực tế, vậy nên cũng góp ý cho Đình Đình rất nhiều. Thoại xong một phân đoạn, Đình Đình nghỉ ngơi một chút, lúc này lại nghe Quế Hoa nói với cô. Đình, cô Trúc kia coi bộ vẫn còn ghim thù cậu thì phải. Đình Đình hút một ngụm trà lạnh, cô nhướng mày hỏi. Sao cậu nói vậy? Mình thấy cũng bình thường mà. Quế Hoa quýt nhẹ vào eo cô. Cô ấy nhanh miệng lên tiếng. Cậu nhìn bên kia coi, Vũ Lệ đang đưa cô Trúc đi dạo kìa. Đáng lý là qua bên này ngồi, nhưng vừa nhìn thấy cậu thì cô ta liền khựng người chuyển sang hướng khác. Cái gì chứ? Mình là diễn viên, mình nhìn ánh sáng và biểu cảm rất chuẩn đó. Cái cô Lan Trúc này nhìn cậu bằng ánh mắt địch ý, cậu phải coi chừng á nghe. Đình Đình theo phản xạ liền hướng mắt về phía của Quế Hoa đang nhìn. Đúng thật là ở vườn hoa phía đối diện, Lý Lan Trúc và Vũ Lê đang ngồi hóng mát. Vũ Lê thấy họ nhìn sang liền mỉm cười cúi đầu thay cho lời chào hỏi. Chỉ có Lan Trúc là không có biểu cảm gì vui mừng. Ngược lại, cô ta còn nhìn chằm chằm về phía Đình Đình, ánh mắt dè chừng kỳ lạ. Đình Đình nhớ lại mấy ngày trước, cô và Lan Trúc tình cảm vẫn rất tốt. Cô ấy có khi còn chủ động tìm cô giải khuây. Ai biết được, chỉ mới có mấy ngày, mối quan hệ của cô và Lan Trúc lại đột nhiên chuyển biến xấu tệ đến như thế này. Quế Hoa lại nói tiếp. Mình chắc chắn là cô Trúc này không có tin là cậu bị oan đâu. Cô ta vẫn nghĩ là do cậu đứng đằng sau hại mẹ con cổ. Đình Đình không nhìn về phía Lan Trúc nữa. Cô xoay người nhìn về hồ cá trước mặt, giọng cũng trầm xuống, lại như có chút bất lực. Chịu thôi à. Cái chiều ném đá giấu tay của kẻ nào đó độc quá. Nếu là mình cũng không có tin là mình bị oan. Quế Hoa có chút lo lắng. Vậy cậu tính sao? Mình có tính gì đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi. Lý Lan Trúc có Vũ Lê chăm sóc, mình cũng yên tâm rồi. Tốt nhất là mình và cổ không có nên thân thiết nữa. Mình không muốn đeo theo nhiều phiền phức vào người. Phúc Sinh trầm ngâm im lặng, lúc này cũng lên tiếng đồng tình với Đình Đình. Em làm vậy là đúng đó. Thân phận của em và cô Lý kia quá đặc thù. Đứa bé trong bụng của cô ta đang là tâm điểm. Em nên hạn chế tiếp xúc với cổ. Mà tốt nhất em cũng đừng có nên qua lại với người nhà họ Lý, kể cả là Lý Lan Khuyên. Họ phức tạp nhiều hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Đình Đình gật đầu. Phức tạp thiệt đó. Lý Lan Trúc cũng không có thể tự nhiên mà bị ngốc. Khiếu Trạch cũng không có muốn em có dính líu đến chị em Lý Gia. Chẳng qua là trước kia em thấy Lý Lan Trúc quá mức đáng thương, cũng không có nghĩ mọi chuyện lại diễn biến thành ra như vậy. Phúc Sinh giương tay vỗ nhẹ nhẹ lên tóc cô. Anh cười dịu, nhẹ nhàng trấn an. Như vậy là cũng tốt. Bản tính của em quá lương thiện. Nếu cứ tiếp tục giống như trước đây, anh chỉ sợ em bị người khác lợi dụng mà không biết thôi. Đình Đình chưa kịp trả lời thì Quế Hoa đã dội lên tiếng. Vậy em có lương thiện không hả anh Sinh? Phúc Sinh chuyển tầm mắt nhìn về phía Quế Hoa. Anh búng lên trán cô một cái, giọng điệu bông đùa. Không có một chút lương thiện nào hết. Quế Hoa giận dỗi, phồng mang trợn má.
hai người bắt đầu mở màn cho trận chiến bằng miệng. Mỗi lần hai người này gây nhau, lúc nào cũng khiến cho Đình Đình cười đến sảng khoái. Quế Hoa rất thích gây nhau với Phúc Sinh, mà Phúc Sinh lại đặc biệt thích chọc ghẹo cổ. Hai con người này mà ở bên cạnh nhau thì cứ hệt như là cái chợ ồn ào hết chỗ nói. Đang cười đến ngặt nghẽo thì điện thoại của Đình Đình chợt reo lên. Cô nhìn vào màn hình hiển thị, cảm thấy có chút ngạc nhiên khi thấy tên của Khiếu Trạch xuất hiện trên màn hình lúc này. Không do dự, liền trượt nút để nghe. Chất giọng trầm khàn quen thuộc liền truyền đến bên tai. Em đang làm cái gì vậy? Tối nay có bận không? Không có bận đâu. Em còn nghỉ mấy hôm nữa mà. Có chuyện gì không anh? Không có gì quan trọng. Anh muốn đưa em đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Chiều nay về sớm đón em nghe. Tiệc sinh nhật hả? Ừ, sinh nhật. 5 giờ chiều anh về anh đón em. Dạ. Đình Đình thật sự có chút kinh ngạc với cuộc gọi này của Khiếu Trạch. Việc chồng cô phải thường xuyên đi tiệc tùng thì cô biết, nhưng rất hiếm khi nào anh đưa cô đi theo cùng. Một phần vì cô không thích, phần khác vì ngại thân phận MC của cô nên anh cũng không có muốn gây rắc rối đến cho cô. Ở đài truyền hình, mọi người chỉ biết đến cô với thân phận là em gái quen biết của Hà Loan. Còn về việc cô là vợ của phó thiếu gia nhà họ Phó, thật sự không có người biết. Mà Đình Đình lại càng không muốn cho ai biết, bởi vì cái danh phận phó thiếu phu nhân là quá đặc biệt. Cô chỉ sợ cấp trên e dè phó gia mà thiên vị cô. Trong công việc, cô không muốn mình tiến chức vì có người ở sau lưng chống. Cô muốn mọi người công nhận tài năng và công sức của cô. Cũng giống như công việc lồng tiếng cho phim vậy, đều là do cô cố gắng. Cố gắng từng ngày mới có được tiếng tăm như ngày hôm nay. Thấy Đình Đình thẫn thờ, Phúc Sinh vội hỏi. Tiểu Đình, có chuyện gì à? Nghe Phúc Sinh hỏi, Đình Đình liền lắc đầu. Không có gì, là Khiếu Trạch gọi cho em. Tối nay tụi em có hẹn đi tiệc. Phúc Sinh không nói thêm gì, chỉ có Quế Hoa luôn miệng chọc ghẹo Đình Đình. Đình Đình quả thật là không có chịu được với những lời chọc ghẹo của Quế Hoa. Cô liền ôm theo cái bản thoại mà co chân chạy mất hút. Quế Hoa vốn dĩ muốn chạy theo Đình Đình thì đột nhiên lại bị Phúc Sinh ngăn lại. Anh nhìn cô nhạt giọng lên tiếng. Đừng có chọc em ấy nữa, Tiểu Đình còn phải học thoại đó. Quế Hoa nhìn Phúc Sinh, một chút cảm giác vui vẻ đột nhiên tan biến. Hình như tích tụ dồn nén bị bùng phát. Cô nhíu mày không nhịn được. Anh Sinh, Đình Đình bây giờ đã là vợ của anh nhỏ, anh còn tư tưởng đến cổ làm gì? Phúc Sinh ngồi dắt chéo chân trên ghế, anh hờ hững nhìn Quế Hoa, giọng điệu càng hững hờ. Hai việc đó thì có liên quan gì đến nhau đâu? Không liên quan. Anh thừa biết là Tiểu Đình thích anh nhỏ, bây giờ cô ấy cũng đã là vợ chính thức của anh nhỏ, anh cứ luôn tỏ ra quan tâm đến Tiểu Đình để làm gì? Anh không sợ anh nhỏ khó chịu, anh không sợ Tiểu Đình khó xử hay sao? Phúc Sinh nhạt giọng trả lời. Là do em nghĩ nhiều thôi, mà những gì em nghĩ cũng chắc chắn bọn họ cũng nghĩ giống em đó. Quế Hoa không chịu nổi với thái độ cố chấp bất ngộ này của Phúc Sinh. Cô nhịn không được mà nổi cáu. Phúc Sinh, anh đừng có tưởng anh nghĩ cái gì em không biết nghe. Anh tốt nhất đừng có làm cái chuyện gì gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của Tiểu Đình và anh nhỏ đó. Đừng có để một ngày nào đó anh nhỏ phải trở mặt với anh. Phúc Sinh nhướng mày nhìn về phía Quế Hoa. Ánh nhìn có chút bất mãn, biểu cảm lại càng không có kiêng dè gì mà lạnh lùng đáp trả. Em không có tư cách nhắc nhở anh đâu, cũng đừng có để anh phải trở mặt với em đó. Nói dứt câu, Phúc Sinh đứng dậy mà lạnh lùng rời đi, để lại một mình Quế Hoa khổ sở. Không có tư cách, ảnh nói đúng. Cô rõ ràng là không có tư cách mà. Trong mối quan hệ này của anh và cô hèn mọn đến mức muốn ghen cũng phải giữ chừng mực. Nhưng mà cô thực sự không có thể cứ trơ mắt mà đứng nhìn Phúc Sinh cứ mãi si mê bất ngộ như vậy. Cô không muốn Phúc Sinh lại thêm một lần nữa cố chấp. Cô thực sự không muốn nhìn thấy anh nhỏ và Phúc Sinh trở mặt với nhau. Đúng giờ hẹn, Khiếu Trạch về phó gia đón Đình Đình. Cứ tưởng tiệc sinh nhật sẽ tổ chức ở thành phố. Ai ngờ
chạy xe hơn một giờ đồng hồ mới đến được nơi diễn ra buổi tiệc. Bước xuống xe, nhìn cảnh biển mờ ảo trước mắt, Đình Đình quá thật là mờ mịt. Cô vội quay sang hỏi Khiếu Trạch. Anh, em có thấy tiệc sinh nhật đâu, hay là mình đi làm chỗ rồi? Khiếu Trạch đi đến vịn nhẹ vào lưng của Đình Đình, anh giúp cô dán tóc, rồi đội mũ rộng vành lên cho cô, anh dịu giọng giải thích. Chúng ta đến hơi trễ, đợi một lát nữa có người tới đón. Tiệc sinh nhật không có làm ở bờ biển mà làm ở khu du thuyền. Em có thấy ánh đèn ở xa xa kia không? Chúng ta đến đó ngang. Đình Đình tròn mắt nhìn về hướng đèn, rồi lại tròn mắt nhìn Khiếu Trạch. Cô cao giọng. Thiệt hả? Sinh nhật ở du thuyền? Thiệt. Đi, xe đến rồi. Suốt quãng đường còn lại, Đình Đình luôn trong trạng thái căng mắt ra quan sát. Mãi đến khi đặt chân lên du thuyền xa hoa tráng lệ, cô mới tin là mình đi dự tiệc sinh nhật ở trên du thuyền. Nhìn thấy cô cứ mắt tròn mắt dẹt, tóc bay lòa xòa vì gió mạnh. Sợ cô bị lạnh, anh liền cởi áo khoác ngoài, ủ ấm cho cô. Ôm cô vào trong lòng, dìu cô bước lên bậc thang. Có lạnh không? Anh quên nói trước với em là tụi mình sẽ đi biển. Đình Đình không thấy lạnh mấy, cô hí hửng đáp. Không có lạnh đâu, gió mát mà. Mà đây là lần đầu tiên em được dự sinh nhật ở trên biển. Lát nữa mình sẽ ra biển thiệt hả anh? Thấy cô thích thú, anh cũng vui theo. Thiệt, tối nay chúng ta ngủ ở trên thuyền, sáng mai về sớm. Đã thích thú, lại càng thích thú hơn. Đình Đình không có nén nổi kích động. Mãi đến khi gặp được chủ nhân của bữa tiệc, cô mới có thể bình ổn tâm trạng. Thật là thế giới của người thượng lưu, tất cả các gì ở đây đều là những người có tiền, có địa vị và quyền lực. Người bạn này có Khiếu Trạch, Đình Đình cũng biết. Cậu ta là A Nam, thiếu gia của đại gia tộc Hắc Bạch Lưỡng Đạo tầm cỡ. Trong lúc đợi Khiếu Trạch trò chuyện xã giao với bạn bè, Đình Đình đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của ai đó gọi tên cô. Theo phản xạ, cô liền xoay người nhìn lại. Phải nói là quá mức bất ngờ khi nhìn thấy có cả Hà Loan cũng đang ở trên thuyền. Hà Loan nhìn thấy được sự bất ngờ của Đình Đình, lại sợ cô sẽ hiểu lầm. Cô ta vội lên tiếng trước. Em đã đến trễ rồi, chị và Duy Tân đến trước rồi đó. Nghe đến hai tiếng Duy Tân, Đình Đình mới phát hiện ở sau lưng Hà Loan còn có một người. Lúc này cô liền ngộ ra là mình xém một chút nữa đã hiểu lầm Khiếu Trạch. Trong lòng cũng sinh ra cảm giác có lỗi với anh. Lại nhìn thấy anh chồng vừa mới bước đến, Đình Đình liền nở nụ cười. Anh hai. Phó Duy Tân không mặn không nhạt gật đầu. Anh bước đến bên cạnh Hà Loan, tay tròn qua eo cô, động tác tự nhiên thân mật, cứ hệt như họ đang là một đôi vậy. Hà Loan cũng cảm nhận được ánh nhìn tò mò kèm theo kinh ngạc của Đình Đình. Chẳng qua là cô ấy cũng không có né tránh cái ôm thân mật của Duy Tân. Lúc này, cổ liền bước đến gần bên cạnh Đình Đình, tay khoác tay, cổ nói với người đàn ông trước mặt. Anh tiếp bạn đi, em nói chuyện với Tiểu Đình một lát. Duy Tân không do dự, liền gật đầu. Vậy hai em nói chuyện đi, anh sang bên đó nói chuyện với Khiếu Trạch. Dạ. Duy Tân đi rồi, Đình Đình liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Khiếu Trạch. Cũng không biết có phải là cô và anh có thần giao cách cảm hay không, và ngay lúc đó cô tìm anh cũng dõi mắt tìm kiếm bóng hình của cô. Tầm mắt cả hai chạm nhau, Khiếu Trạch liền nở một nụ cười cưng chiều dịu dàng. Trong lòng của Đình Đình liền sinh ra một loại xúc cảm rất dễ chịu, giống như vừa có một dòng suối ấm đang cuộn trào quấn quanh trái tim nhỏ bé của cô. Hà Loan ở bên cạnh, nhìn thấy hình ảnh tình chàng ý thiếp này của cô và Khiếu Trạch, cũng không biết cổ có tâm trạng gì, chỉ thấy cô ta kéo tay Đình Đình cười đùa lên tiếng. Được rồi, không cần hai đứa phải liếc mắt đưa tình vậy đâu, đêm dài, tối nay kiểu gì không quấn quýt với nhau. Đình Đình đỏ mặt, cô nhíu mày trách yêu. Chị nói cái gì vậy? Em nghe mà nổi hết da gà đây nè. Hà Loan lấy giúp cho Đình Đình một ly rượu, đưa sang cho cô ta nói tiếp. Da mặt còn mỏng vậy hả? Uống đi, uống với chị một ly.
kéo Đình Đình đi đến băng ghế có quầy bar mini. Hà Loan cùng ly với cô, trên môi là một nụ cười rực rỡ. Uống đi, một ly không có say được đâu, em uống được mà, đúng không? Đình Đình cũng không có ý định từ chối, cô gật đầu cùng ly vui vẻ. Hai ly cũng được, em không có yếu như chị nghĩ đâu. Được, cái con bé này giỏi, phụ nữ là phải vậy, nước cam cũng uống được, mà rượu mạnh cũng không có hề hà gì, uống. Nói là uống một ly, vậy mà không hiểu thế nào, Đình Đình lại uống tới bốn ly. Trong người bắt đầu cảm thấy ngà ngà say, lại nhìn sang Hà Loan, vẫn thấy chị ta tỉnh như sáo. Giống còn đang định hỏi chị ta say chưa, thì lại nghe thấy chị cất giọng nói với cô. Tiểu Đình, chắc em ngạc nhiên lắm phải không? Em đang tò mò, vì sao chị lại xuất hiện ở đây, xuất hiện ở bên cạnh anh hai của em, phải không? Đình Đình cũng không có ý định giấu giếm, cô thẳng thắn thừa nhận. Em đúng là rất quá tò mò. Vậy có muốn chị nói cho em biết lý do không? Đình Đình cười cười. Nếu chị muốn nói thì em xin nghe, còn bằng không, dù có tò mò thì em cũng sẽ không có hỏi đâu. Hà Loan lắc lư rượu ở trên tay, mi mắt rũ xuống đượm buồn. Cổ cười rất dịu, giọng ngọt ngào. Chị không có muốn giấu em, mặc dù chị biết nếu chị nói ra, em chắc chắn sẽ rất xem thường chị. Dừng khoảng vài giây, Hà Loan mới nhìn thẳng vào mắt của Đình Đình. Cô nói ra những lời mà đến cả Đình Đình có khi cũng chưa chắc là mình có thể chấp nhận được. Chị và anh hai của em đang yêu nhau, chị không biết là mình đúng hay là sai, chỉ là chị thật tâm không có muốn bỏ lỡ anh ấy. Cũng giống như trước đây, chị đã từng khuyên Khiếu Trạch ngàn lần vạn lần không có được bỏ lỡ em, bởi vì chị biết cậu ấy thật lòng yêu em. Dưới màn đêm lung linh huyền ảo, xung quanh là sóng biển, trước mặt là người phụ nữ mà Đình Đình vẫn luôn thầm ngưỡng mộ. Chỉ là giờ phút này đây, trong lòng cô lại đột nhiên sinh ra thêm một cái loại cảm giác rất khó có thể diễn tả được bằng lời. Cô luôn tự nói với lòng mình, dù cuộc sống có khốn khổ, có bế tắc, có bất công đến thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng không có bao giờ cho phép bản thân mình trở thành người thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Cô rất hâm mộ Hà Loan, hay nói đúng hơn là thần tượng. Nhưng giờ phút này đây, cô lại không có cách nào chấp nhận được cái loại chuyện tiêu cực giống như thế này. Cô nhớ, Hà Loan đã từng làm talk show về vấn đề người thứ ba. Chị cũng từng lên án mạnh mẽ vì người phụ nữ cố tình chen ngang vào hạnh phúc gia đình của người khác. Vậy tại sao? Tại sao bây giờ chị lại quyết định như vậy chứ? Những đạo lý mà chị ấy từng nói, nó trôi đi đâu hết rồi? Hay là người khác thì không thể, riêng chị thì có thể? Có phải như vậy không? Đầu óc hỗn loạn, cảm xúc dường như bị mất khống chế. Đình Đình không có nghe tiếp được nữa. Cô vội đứng dậy, mắt đối mắt với Hà Loan. Cô nói ra những lời cương quyết và thẳng thắn nhất. Chị Loan, sau này chị đừng nói với em những cái thứ giống như vậy nữa. Em rất thương chị, nhưng em cũng xót cho chính chị dâu của em. Em sẽ không có bình phẩm, cũng không phán xét, không có trách móc, nhưng em cũng sẽ không có đứng về phía chị đâu. Dừng một chút, cô hít vào một hơi. Đối diện với gương mặt thất thần của Hà Loan, dù chưa xót, nhưng cô vẫn cố nói ra những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng. Chị biết không, thế giới này rất lớn, bản thân mình gặp được người mà mình thích, đó vốn dĩ đã là chuyện rất tốt rồi. Thích nhau và sở hữu nhau, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cuộc đời của mình dài lắm, cuộc đời của con người khác cũng chẳng kém gì. Bên mình là bình yên, nhưng bên người khác lại hoàn toàn là giông bão. Đình Đình rời đi, cô say thật rồi. Cô không muốn vì một chút men rượu mà nói ra những câu khó nghe với Hà Loan. Cô thừa biết là mỗi người mỗi cuộc sống. Cô không phải là Hà Loan. Cô không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư và sự quyết định của cổ. Nhưng mà cô thật sự không có thể nhịn được khi nghe Hà Loan thú nhận là cô ấy đang qua lại với anh chồng cô. Việc mà người phụ nữ cố tình xen vào hạnh phúc của một người phụ nữ khác, dù đứng ở khía cạnh nào thì cô cũng không thể chấp nhận được. Thay vì ngồi đó tranh luận,
cô chọn cách rời đi. Chỉ có như vậy, sau này cô mới có thể tiếp tục là chị em tốt với Hà Loan. Khiếu Trạch tiếp trụ ở bên kia, nhưng tầm mắt vẫn dõi về phía này của Đình Đình. Vừa nhìn thấy cô đột nhiên đứng dậy rời đi, anh liền đặt ly rượu xuống bàn, nhanh chân bước về phía cô. Chạm được vào vòng eo mảnh khảnh của cô, siết cô vào người. Cảm nhận được hơi thở phập phồng kèm theo hương rượu nhàn nhạt, anh đoán là cô đã say. Lại giống như là đang tức giận cái chuyện gì đó. Hồi nãy anh thấy thái độ của Hà Loan có chút kỳ lạ. Bây giờ lại thấy Đình Đình còn kỳ lạ hơn. Lại nhịn không được tò mò, anh kề tai cô. Có mệt không? Em với Hà Loan gây gổ nhau à? Đình Đình vội ngước nhìn anh. Cô nhướng mắt, khựng bước chân kéo anh cũng đứng lại cùng. Sắc mặt cô hồng hồng, không rõ là vì tức giận hay là vì say rượu. Anh lại nghe thấy chất giọng càng trầm của cô hỏi anh. Phó Khiếu Trạch, anh lo cho Hà Loan à, phải không? Giật mình, Khiếu Trạch không nghĩ là Đình Đình sẽ hỏi anh câu hỏi trực tiếp như vậy. Trong lòng có chút lo lắng kèm theo chút hoang mang. Anh có phần khẩn trương đáp lại câu hỏi của cô. Anh không có lo cho Hà Loan, anh chỉ cảm thấy em và chị ấy giống như là đang gây nhau. Đình Đình lại càng nhìn anh đến chăm chú. Cô hỏi thẳng, không có chút kiêng dè. Vậy nếu em và Hà Loan gây gổ nhau, anh sẽ bên ai? Nhìn thấy thái độ hiếu chiến của Đình Đình, Khiếu Trạch bị dọa cho ngây người. Kể từ năm đó xảy ra cái chuyện tai nạn, mối quan hệ của anh và Đình Đình thật sự phải nói là rất tệ. Cô không còn trách móc anh, không giận hờn, không hiểu lầm, cũng không muốn để ý đến anh nữa. Sau này, khi anh và cô cưới nhau là vì có ràng buộc hôn ước nên cô mới có chút gọi là quan tâm tới anh. Nếu như mấy ngày trước anh không có thổ lộ với cô thì có lẽ bây giờ anh và cô vẫn lại giống như trước kia. Không yêu nhau cũng không xem nhau là người tình. Một người bị cho ăn trái bơ nhiều như anh đột nhiên một hôm bị chụp mũ thẳng thừng. Thật sự lúc này anh đang cảm thấy rất kích động. Tất nhiên là anh không có còn tình cảm nam nữ gì với Hà Loan rồi. Chỉ là anh sợ Đình Đình sẽ không tin lời anh nói. Đối diện với đôi mắt sáng rực đầy chờ đợi của Đình Đình, Khiếu Trạch không dám suy nghĩ quá lâu. Như Vũ Lan cũng từng nói, Đình Đình vốn dĩ đã chịu quá nhiều tổn thương từ anh đem đến. Vì vậy cô rất nhạy cảm. Đối với cái chuyện tình cảm với anh lại càng nhạy cảm nhiều hơn. Vì vậy anh không dám để cô chờ đợi lâu. Cô vừa hỏi thì anh đã trực tiếp đáp lại ngay. Anh luôn ở đây, ở bên cạnh em. Anh nói thiệt, không có dối lòng chứ? Anh biết là cô vẫn chưa thật sự tin tưởng anh. Nhưng khi nghe cô hỏi như vậy, trong anh vẫn có chút gì đó đau lòng. Anh siết khẽ lấy eo cô như môi hết tâm can ra mà nói cho cô rõ. Anh từ trước tới bây giờ không nói hai lời. Thật là thật, giả là giả. Nếu như anh nói hai lời, vậy thì trước kia anh đã không có khiến cho em tổn thương nhiều đến vậy đâu. Đình Đình bất giác ngẩn ra. Anh ví dụ như vậy cũng quá đủ chân thật rồi. Con người có Khiếu Trạch là như vậy, là thế nào thì cô rất rõ. Có khi còn rõ đến mức đau lòng. Không muốn nghĩ nhiều nữa, cô thả lỏng tâm trạng, cả người dựa hết vào anh. Cô lý nhí. Em không muốn nghĩ đến cái chuyện không có vui nữa đâu. Tối nay mình ngủ ở đâu, anh đưa em về phòng đi, được không? Khiếu Trạch gật đầu, anh vén tóc giúp cho cô. Được, phòng mình ở phía dưới, anh đưa em về phòng nghe. Cô gật đầu, anh liền dìu cô đi về phía cầu thang. Xung quanh sảnh tiệc có vô vàn lời kêu gọi giữ chân anh lại, nhưng anh chỉ cười từ chối. Anh nói là vợ anh mệt, anh đưa vợ về phòng. Mọi người nhìn thấy Phó Khiếu Trạch của Phó Gia ân cần chăm sóc vợ. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng không ai dám giữ chân anh quá đà. Ở đây, ai mà không biết chuyện đời tư của Phó Thiếu Gia là khá kín tiếng. Bình thường tiệc rượu đều chỉ đi một mình. Đây cũng có thể xem là lần đầu tiên anh chịu đưa vợ đến nơi đông người, lại nhìn vợ chồng hai người ân ái như vậy. Ở đây đều là người từng trải, thật lòng cũng không có muốn quấy rầy tâm tình tốt đẹp của vợ chồng Phó Thiếu Gia. A Nam chuẩn bị phòng riêng cho bản thân mình.
là loại phòng tốt nhất của du thuyền, chỉ thua kém khách sạn 4 sao một chút. Ở trên du thuyền thì phòng ngủ như vậy đã là tốt lắm rồi, cũng không có mong cầu gì phòng đẹp hơn. Đình Đình tương đối hài lòng. Cô vừa bước vào phòng đã đi đến ngay cửa sổ nhỏ mà ngắm nghía cảnh biển bao la bên ngoài. Khiếu Trạch rót cho cô một ly nước ấm. Anh cũng say, nhưng không đến mức say bí tỉ. Vẫn còn rất tỉnh táo để chăm sóc bà xã nhà anh. Đưa nước cho cô, anh khẽ giọng. Em uống một chút nước ấm. Một lát nữa anh kêu nhân viên nấu gì đó ấm ấm cho em ăn. Hồi nãy chắc chỉ uống rượu thôi, đúng không? Lại quên là phải lót dạ trước rồi. Đình Đình uống cạn ly nước ấm, cô khàn giọng. Vui quá nên em uống nhiều, em vẫn tỉnh mà, không có say. Em đi tiệc với nhà đài còn uống nhiều hơn vậy nữa, không có say mềm bao giờ đâu. Khiếu Trạch ngồi đối diện với cô, anh nhíu mày. Sếp bắt em uống rượu hả? Là giới thiệu em với mọi người, bắt buộc em phải uống, xã giao thôi. Mặc dù cô đã nói đỡ, nhưng anh vẫn cảm thấy đám người cấp trên của cô là cố tình đem cô ra để mời rượu. Bà xã nhà anh có nhan sắc, có tướng mạo, anh tất nhiên là hiểu rõ, mà nghề nào không có quy tắc ngầm, anh lại không muốn người khác áp dụng cái quy tắc ngầm đó với vợ nhà anh. Trước kia, anh gửi cô cho Hà Loan để ý. Anh biết là Hà Loan cũng có chăm sóc riêng cho cô, nhưng Hà Loan cũng có công việc riêng của mình, không có cách nào quản hết được mọi chuyện của Đình Đình. Nghề của cô nói là đàng hoàng thì rất đàng hoàng, nhưng muốn không đàng hoàng thì lại có vô vàn kiểu không đàng hoàng. Cũng giống như Hà Loan trước kia, nếu không phải có Duy Tân để ý chằm chằm, vậy cũng chưa chắc cổ có thể yên ổn mà không bị đánh quy tắc ngầm. Xem ra anh cũng phải để ý đến Đình Đình thêm mới được. Không thể cứ để cho cô bay nhảy mà không kiểm soát, sẽ rất nguy hiểm cho cô. Sau này không có anh ở bên cạnh thì uống ít một chút, hoặc là bắt buộc phải uống nhiều thì gọi anh. Anh không có ra mặt nhưng sẽ sắp xếp người giúp đỡ em. Phiền phức như vậy làm gì? Em uống rượu nhưng vẫn có thể chơi ném phi tiêu trúng tâm, anh đừng có xem thường em. Khiếu Trạch không trả lời, anh cười cười, không muốn tranh luận thêm về vấn đề này với cô, tránh cho cô cảm thấy anh kiểm soát cô quá mức. Khiếu Trạch nè, anh có biết chuyện của chị Loan và anh hai không? Anh cũng đoán ra được là Hà Loan đã nói với Đình Đình về chuyện của chị ấy. Thật ra mục đích của anh đưa cô đến đây hôm nay là vừa muốn cho cô đổi gió, cũng vừa âm thầm để cho Hà Loan nói chuyện của chị ấy và anh hai cho cô nghe. Đình Đình vẫn còn e ngại chuyện của anh hai và Hà Loan. Anh nói ra chỉ sợ cô nghĩ anh ngụy biện. Tốt nhất vẫn nên để cho Hà Loan nói, như vậy thì tốt hơn. Anh biết, từ hôm sinh nhật bác hai là anh đã biết rồi. Đình Đình miết tay vào cái miệng ly thủy tinh mà cô đang cầm. Không nhìn rõ được biểu cảm của cô ra sao, chỉ nghe cô nói. Vậy anh thấy sao? Anh giúp hai người họ giấu giếm chuyện này à? Khiếu Trạch biết Đình Đình rất ghét chuyện ngoại tình. Anh thật ra cũng không thích, nhưng chuyện tình cảm là rất khó nói. Cũng không phải anh không biết là Hà Loan và Duy Tân đã từng trải qua những cái chuyện gì trong quá khứ. Lựa lời nói với Đình Đình, anh nắm khẽ lấy tay cô. Anh giúp hay không giúp thì cũng không có phải là chuyện gì quan trọng. Hai người họ lớn rồi, có sức làm sẽ có sức chịu, anh không có can thiệp vô được. Anh không có giấu giếm giúp họ, nhưng cũng sẽ không có vạch trần. Duy Tân sẽ tự có cách bảo vệ cho Hà Loan. Con người sống càng lâu càng trải đời thì lại càng kỳ lạ. Biết là Đình Đình đang rất không vui, Khiếu Trạch liền muốn an ủi cô. Anh đứng dậy đi đến trước mặt, cúi người hôn lên môi cô, giọng anh dịu dàng khàn đục. Đừng có nghĩ chuyện của người khác nữa, nghĩ đến anh thôi, được không? Anh muốn em nghĩ đến cái gì của anh? Là gương mặt, thân hình hay là... Bị kích thích lại cộng thêm men say có sẵn trong người, Khiếu Trạch nở nụ cười tà mị chết người. Anh mạnh mẽ bồng cô lên, đặt cô người trên đùi mình, lời nói nhớm màu dục vọng. Cái gì anh cũng muốn, lại càng muốn em hơn. Dứt câu, anh hùng lên môi cô, một nụ hôn vừa sâu vừa ướt át, lại quá sức nóng bỏng,
khiến cả hai như chìm đắm trong một thế giới hoàn toàn khác biệt. Có một chút men say, một chút kích thích, cộng thêm cảm xúc dồn nén quá lâu. Giây phút này đây, cả hai đã không còn đủ bình tĩnh để khống chế bản thân, giống như là lửa gặp dầu, chỉ cần chạm vào nhau là rực cháy. Đêm về khuya, bên ngoài trời càng lúc càng lạnh. Đình Đình đã ngủ. Sau khi dỗ cô ngủ xong, Khiếu Trạch mới lại khoác áo đi ra ngoài. Tiệc trụ cũng tàn, một nửa đã về lại đất liền, một nửa thì về phòng ở du thuyền nghỉ ngơi. Khiếu Trạch không có say lắm. Anh lúc này đang cùng A Nam hút thuốc. Phải nói lâu lắm rồi anh mới lại đốt thuốc về đêm giống như thế này. Qua cái lần ân ái vừa rồi, anh cảm thấy nhẹ nhàng và cơ thể thoải mái nhiều lắm, nên mới ra ngoài tìm A Nam hút thuốc tâm sự. A Nam là bạn thân của Khiếu Trạch ở thành phố. Anh ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng đủ biết bạn mình đang có tâm sự. Không đợi Khiếu Trạch lên tiếng, cậu đã cất giọng khàn khàn hỏi trước. Sao vậy? Giờ rồi yếu quá không có đủ thỏa mãn chú à? Khiếu Trạch nhếch môi. Người mà ngày nào cũng lâm trận như chú thì mới yếu. Chú so với tôi, chú không có đủ sức đâu. A Nam cười lớn. Vậy thì tại sao lại đốt thuốc? Đừng có nói chú chơi không có ra. Khiếu Trạch dùng tay đấm cho A Nam một cái. Nhưng thân thủ của A Nam không phải dạng vừa. Khiếu Trạch cũng không có dùng sức. Căn bản là giống như mèo cào vào không khí. Không có ăn thua gì. A Nam lúc này cũng không có muốn đùa nữa. Cậu ta dựa vào lan can, miệng nhả ra khói thuốc trắng ngà, nghiêm túc nói. Tôi biết chú đã lâu, không phải mới quen biết vài ngày. Chú có cái gì thì cứ nói đi, tôi sẵn sàng giúp chú một tay. Phó gia của chú là Hào Môn Bạch Đạo. Mấy cái việc điều tra này kia, Bạch Đạo không có qua nổi Hắc Đạo. Dừng một chút, A Nam lại nói. Một khi vào vấn đề quan trọng thì thái độ khác hẳn thường khi. Về cái vụ tai nạn của ba chú, tôi vẫn đang cho người điều tra. Chú muốn điều tra về tiểu thư nhà họ Lý. Người của chúng ta vẫn đang hành động. Hào Môn không có dễ điều tra. Nếu chúng ta mà manh động, thì khác nào bứt dây động rừng. Khiếu Trạch gãy tàn thuốc lá, anh đáp. Tôi hiểu. Tôi không phải lo lắng về cái chuyện đó. A Nam nhíu mày nhìn anh. Vậy là chuyện gì? Tôi nghe người của tôi báo lại là chú đang điều động người bí mật điều tra. Nếu không phải là chuyện của ba chú thì là chuyện gì? Khiếu Trạch đột nhiên thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm, tâm sự giống như đang chất chồng lên nhau. Trên đời này làm gì có nhiều việc khiến cho anh phải chuyển thành tâm sự, thật sự rất hiếm. A Nam nè, chú nói thử xem, phải làm thế nào để bù đắp được hết những cái tổn thương mà chú đã đem đến cho cô gái mà chú yêu. Tôi thì nếu kết quả điều tra đúng như những gì mà tôi nghi ngờ, chắc tôi sẽ hối hận và tội lỗi đến chết mất. Nhưng rốt cuộc là thế nào? Chú nói gì tôi không có hiểu. Khiếu Trạch khổ sở lắc đầu. Anh đứng ở đó để những cơn gió thi nhau ập vào thân thể cường tráng của anh. Cái áo sơ mi đen vì gió mạnh mà bó sát vào người, tạo nên một mỹ cảnh vừa đẹp đẽ cũng vừa tịch liêu. Người bị tổn thương, kẻ gây ra tổn thương và một đứa bé vô tội. A Nam, chú nói tôi nghe thử coi, nếu đúng thật là như vậy, vậy thì tội nghiệp của tôi chất cao đến mức nào? Tội lỗi của tôi phải chất cao đến mức nào đây? Đình Đình dậy khá trễ, đầu tóc cô rối tung, tay lần mò tìm cái điện thoại, nhìn cái màn hình hiển thị hơn 9 giờ sáng. Cô quẩy quẩy ngáp ngắn ngáp dài, lăn lộn hơn 10 phút mới chịu ngồi dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô ra ngoài, trong phòng ngủ lúc này đã có thêm người. Nhìn thấy Đình Đình bước ra, Hà Loan liền cười. Đói bụng chưa? Ra ngoài ăn sáng với chị nghe. Đình Đình thoáng sững người. Những gì hôm qua cô nói với Hà Loan, cô vẫn còn nhớ, chưa có quên. Lúc này đối diện với sự thân thiện của Hà Loan, cô căn bản là có chút ngại ngùng. Cũng không phải là vì cô làm cái gì sai mà ngại, chỉ là sau khi nói ra những lời đó, cô không biết phải đối mặt với Hà Loan như thế nào cho phải. Hà Loan là người tinh ý, cũng là người từng trải sự đời. Nhìn thấy thái độ ngượng ngùng của Đình Đình, cô không thấy giận, ngược lại còn nở nụ cười dịu dàng.
Chị hiểu cảm giác của em lúc này, chắc là em cảm thấy thất vọng về chị lắm. Ngừng một lát, nụ cười của Hà Loan vẫn giữ trên môi. Chẳng qua là nụ cười kia đã nhạt hơn rất nhiều, thoáng có một chút cảm giác thê lương. Nhưng mà chị vẫn mong, dù cho có chuyện gì xảy ra, thì chị và em vẫn sẽ mãi mãi là như vậy. Hà Loan nói rất thật, ánh mắt cũng rất thật. Sự chân thành này làm cho Đình Đình cảm thấy có phần xót xa. Hôm qua, Khiếu Trạch cũng đã khuyên nhủ cô. Anh khuyên cô không có cần phải khắt khe quá trong cái chuyện tình cảm của Hà Loan và anh Tân. Thật ra mà nói, cô làm gì có cái quyền xen vào chuyện của Hà Loan, mà dù cô có khắt khe thì cũng không có làm thay đổi được quyết định của hai người. Thôi, nếu đã như vậy, thì cứ xem như là không biết và cũng đừng có quan tâm tới. Mỗi người mỗi suy nghĩ. Tam quan của mỗi người cũng khác nhau. Đến chuyện Hà Loan là mối tình đầu có Khiếu Trạch mà cô còn bỏ qua được, vậy thì chuyện này có gì là quan trọng đâu. Thở nhẹ một hơi, như trút đi hết mọi ưu phiền trong lòng. Đình Đình đi vòng đến trước mặt của Hà Loan, cô cầm cái khăn lau trên tay, biểu cảm mềm mỏng. Hôm qua em có chút kích động, em chỉ muốn chị hạnh phúc, còn về phần chị quyết định như thế nào, em sẽ luôn tôn trọng. Khóe mi như thoáng ửng đỏ, Hà Loan gật đầu. Cảm ơn em, Tiểu Đình. Đình Đình và Hà Loan xem như đã giải bày hết tâm sự. Sau này chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ nhắc đến cái chủ đề nhạy cảm này với nhau nữa. Có đôi khi thấu hiểu nhau không cần phải nói nhiều, chỉ cần bản thân mở lòng và tôn trọng nhau là được. Sau khi ăn sáng xong, Hà Loan và Duy Tân quay về phòng thu xếp một chút, để lại một mình Đình Đình ngồi hóng mát trên boong thuyền. Rạng sáng, Khiếu Trạch có chuyện cần gấp rời đi trước. Hồi nãy Khiếu Trạch cũng đã gọi điện cho Đình Đình. Anh nói anh có nhờ A Nam và Hà Loan chăm sóc cho cô, kêu cô đừng có lo lắng, cứ thoải mái mà nghỉ ngơi. Vì để thuận tiện cho người quay về thành phố, A Nam cho lái du thuyền về bến cảng tư nhân. Ở đó, mọi người có thể dễ dàng di chuyển về nhà hoặc là về công ty đi làm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Mợ Nhỏ, Nhà Hai Phó, tác giả Du Phong Vân. Thành thật cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.